xe độc nhất vô nhị này là của một người đàn bà 73 tuổi sống ở vùng biên giới huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Bà tên thật là Cao Thị Mỹ, nhưng dân ở vùng quê này ai cũng gọi bà với cái tên ngộ ngộ, vừa lạ vừa quen. Bà già có chiếc xe chó. Đó, dính được con cái sạc. Cách đây 50 năm, chồng mất, bà một mình chèo chống nuôi con. Rồi đứa con duy nhất của bà cũng qua đời. Nhà nghèo, bà phải bán hết mọi thứ để lo tang chay cho con. Bán hết mọi thứ rồi, bà lặng lẽ dắt con chó xuống chiếc xuồng ba lá, bắt đầu những tháng ngày mưu sinh. Con vật ấy đã gắn bó với bà cụ nghèo trong những lúc khổ đau nhất. Cổ xe chó cũng ra đời từ đó. Còn hết nổi rồi. Rồi mới nghĩ ra cái kế là để tập chó đặng cho mình có đi đây đi đó, đặng nó đi theo, đặng nó kéo phụ với mình, đặng làm kiếm sống. Mình chạy lên nó yếu rồi, mình chạy nó cứng, đâu có cứng được, nó té. Thành ra là phải nhờ con chó. Hai, đi con. Ngày ngày con vật này đã cùng bà rong ruổi khắp nơi với bao khó nhọc trên lưng. Dù không nói được, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được rằng dường như con vật ấy luôn luôn thể hiện sự cảm thông và lòng trung thành của nó với người chủ. Ráng đi nha con, về. Tao nuôi bay, bay ăn nhiều, tao thì ăn ít, bay phải mầm phụ tao. Tôi nói thiệt với cô, tôi nuôi con chó, con trâu, con bò, chẳng thà tôi nhịn đói chứ tôi không có cho nó nhịn đói đâu. Ăn củ mì vậy, bóp rộn chung cho nó ăn, mình cũng ăn luôn, mình ăn gì, tôi ăn gì nó ăn nấy à. Dù nắng hay mưa, dù sáng hay tối, ta lại bắt gặp hình ảnh đi về của một người đàn bà cùng với cổ xe chó. Chú chó nhỏ và chiếc xe đã trở thành tài sản quý báu biết dường nào với bà, là những người bạn nhỏ thân thương gần gũi. Mình thương nó rồi nó cũng biết khôn, nó cũng thương mình. Bởi vậy mình đi vậy nó buồn cái đời con mình vậy đó, cũng nói chuyện với nó vậy. Giờ đây chỗ của mày nè. Rồi một ngày mới lại sang, người ta lại thấy hình ảnh một bà già với cổ xe chó thật đáng yêu và ngộ nghĩnh ấy bon bon trên đường mưu sinh.